Ikmani bancha se kabadani sa rukang katoa ngapama de nani chakalang samarak sitapang. Thưa Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải lắm nguyện dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A ma phan tê, dạ xin vâng. Chỉ lệ na su kê tinh yon tê, chỉ lệ na phu khát tâm bác đàn, chỉ lệ na nê bú tinh yon tê ta sĩ mai, chỉ lăng vị sổ tha dê. Các chúng sanh lên sanh về qua trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cây cho nên chư Phật tử phải đang thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhớ. Sa thụ sa thụ lành thay, nhà con xin sám hối trước tam bảo. Uttamang ghe na won de hang pa da pang sung waru tamang bute yo khalito do so puto khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang wa rang tam me yo khali to do so tham mo khama tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang sang khe yo khali to do so sang kho khamatu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sarani yamat thapu sale na yan sang san sang bát đăng api samay cha sang ko chu cha su chu cha su wa cho cha samudu anati mani. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp hiền hòa không kiêu mạn. Sanh tô sa cô cha su pha ô cha âm bà kinh chô cha sa la hô ca vô thị sanh tinh thí vô cha ni pha cô cha âm bà gặp hô cô lê su an an nu vê tô ôm. Sống dễ dàng, thi túc, thanh đạm, không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần không quyến niệm. Na cha cụt đăng sa ma cha re kinh chi ye na vi nhu pa re ngô pa qua đẩy dung su khi nô hoa khe mi nô hôn tu sâm bê san ta pha quanh tu su khi ta ta. Không làm việc ác nhỏ mà bậc trí hiền dê nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Ye ke chi ba na phu tan thi ta sa wa tha wa ra wa na wa se sa di ka wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka nga nu ka thu la. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt. Điện thao wa wa dit tha ye cha du re wa san ti a wi du re phu ta wa sam pha we si wa sam be san ta pha wan tu su ki ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc.
na pa ro pa rang ne ko pe tha nya ti man ye tha tan tha chi nang ten chi ya ro sa na ba di ka san nya nan nya man nya sa dung kham mi chay ya. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi quán tưởng. Ma ta ya tha ni yang po tang a yu sa e ka pon tam anu rap te vam bi sam pa phu te su ma na sam pa va ye ngà pa ri ma năng. Hãy mở rộng tình thương hy sinh như từ mẫu suốt đời, lo che chở đứa con một của mình, hay phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Metta-nya-sabba-lo-ka-smi-ma-na-sang-pa-va-ye-a-pa-ri-ma-na-ng-u-ta-ng-a-thu-cha-ti-ri-yan-ya-sam-pa-ta-ng-a-ve-ra-ng-a-sa-va-ta-ng. Từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ hải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không giận hờn oán thù. Tỳ thành cha rằng ni xin nô wa sa ya nô wa ya wa ta sa vi ca tam mi đô huê tăng sa tin a thi thầy ya brahm ma mê tăng quý hà rằng y tham ma hu. Khi đi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này thân tâm thường thanh tịnh, phạm hạnh chính là đây. Đình thinh cha nô pa gam ma si lạc hoa đa sa nê na sam ba nô ca mê su vi này giá ghê tăng na hi chở tu gốc pha say yang pu na re ti ti nga sa li kiến thủ pha giới hạnh kỳ đạt chỉnh chi viên mãn, không ái nhiễm dục trần, thoát ly đường sanh tử. Sa thu lành thay, nhà con xin hồi hướng công đức. Yang kin chi ku sa la ka mang ka ta bang ki ri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang. Ye sa ta sa ni no a ti ye cha sa ta a sa ni no ka tang pu nya pa lang mai hang sa pe fa gi fa wan tu te. Ye tang ka tang su vi di tang din nang pu nya pa lang maya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan toa ni we da yung sa pe lo ka mi ye sa ta juan ta ha ra he tu ka manu nyang pho cha nang sa pe la phan tu che. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tắt đến cõi trời vô tịch. Tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ai nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi hãy báo cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy tỏ thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàn nô nhà ti nàng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Y đàn quá tâm mê bù nhàng à sa quá kha dô quá hàng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Con xin đọc bài rải tâm bác ái. Sape purati maya disaya sata avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông đừng có hành trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.
Sabbe puratimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe dakhinaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Cả chúng sanh trong hướng Tây Nam đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe pachimaya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Tây Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uttaraya anudisaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng Đông Bắc đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe uparimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe hetimaya disaya satta avera sukhi hontu. Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Sabbe satta avera hontu sukhita hontu ditukha hontu abhyapaccha hontu anicca hontu dikha yukha hontu arogha hontu sampatti sammicchantu sukhi attanam pariharantu dukha patta channi dukha paya patta channi paya soka patta channi soka hontu sabbe pipanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bụt Thầy á, con đã xong phần lễ bái tam bảo sáng nay. Có những phước lành mà con tạo được do sự lễ bái tam bảo và xin thọ trì quy giới, con xin hồi hướng đến chư thiên ngụ quanh ngôi nhà của chúng con và xin chia phần phước lành này đến với đạo tràng đồng thời nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy á, nam mô Tham Mày á, nam mô Sang Khai á, con xin nhiều mít đại cho sư. Sa thú Huỳnh Chân Ngộ. Huỳnh Chân Ngộ đã làm xong bổn phận của mình, lễ bái tam bảo, thọ trì quy giới, đến rất là đúng giờ, như Sích Kim Nhung khi nãy vừa nói ha, đến đúng giờ, lễ bái tam bảo cũng vừa đủ thời gian, 4:30, rất là chính xác ha. Sa thú Huỳnh Chân Ngộ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Khai. Trước tiên kính lễ chư tôn Thiền Đức Tăng trong những nước Nam mà chúng tôi không được rõ. Kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ. Kính chào chư thiền nam tín nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn số 17. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo.
bồ đề ma hệ sĩ a răng ta tha ca tô lô cô tam mô sắp ba ca rù hi chế tha cô lô ca sa sa tha cha na đầm ma cô quy đồ quần đà ma hành tăng na ra pu cha này giác cần như lai giác ngộ pháp màu ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng thoát ly phiền não trái trăng tôi thường giáo chủ trí năng vô lượng tứ đế ngài đã tin tưởng thông minh dạy bảo dân lương phát trần con xin lễ lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường tham mô bà đi bồ yá tá sá sá tu nô lô ca nó mình thá sá quy nà ca rô cô sáp bà nhu bút thấp bà ti phù ti sành nhá tô hoàn đà má hình tầng ná ra phù cha này giác cần pháp bảo với như ánh vàng như là soi sáng vạt màng vô minh phá tan lầm lạc dũng sinh đại diện Phật tổ quang minh rõ ràng con xin lễ lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường sa mô quý số thù số bát tá sa sa quá cô xích kha số ca mô quá ra thầm ma xích kha cô niềm đà bát sằng sa đi a na đa rô quá rô hoành đà ma hành tầng na ra pù cha này giác cần tăng bảo trên văn Phật Đà ta một mong rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị con xin đảnh lễ tăng hiền đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường ra tần nát thế giá tê chê nát xích kha mê ê tu á thanh năng tác xa bí a nú pa quê nát xa hát xa dê nát xích chạch tú cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong, bây giờ chúng ta đi vào và học ngày hôm nay câu Phật ngôn số 17. Quý vị nghe âm thanh vừa phải, lớn hay là nhỏ? Quý vị nghe vừa ha. Xà thủ chị Thịnh Kiểm, chị Kim Nhung, chị Thiện Vũ vừa nha. Câu Phật ngôn số 17. Bây giờ chúng ta đi vào câu Phật ngôn này ha. Hạ tập bát tị bê cha tập bát tị y thạ tập bát tị bê cha tập bát tị y thạ tập bát tị bê cha tập bát tị. Bây giờ qua câu số 2. Bà ba ca ri u pha gia tha tập ba tị bà ba ca ri u pha gia tha tập ba tị bà ba ca ri u pha gia tha tập ba tị. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 1 câu 2 ha. Y tha tóc ba ti bê gia tóc ba ti bà ba ca ri u pha gia tha tóc ba ti y tha tóc ba ti bê gia tóc ba ti bà ba ca ri u pha gia tha tóc ba ti y tha tóc ba ti bê gia tóc ba ti bà ba ca ri u pha gia tha tập ba ti. Bây giờ câu số 3, câu số 4. Bà bằng mê ca tành ti tập ba ti bà bằng mê ca tành ti tập ba ti bà bằng mê ca tành ti tập ba tí. Và câu cuối cùng phiêu vô tóc ba tí đúc ga tình ga tồ phiêu vô tóc ba tí đúc ga tình ga tồ phiêu vô tóc ba tí đúc ga tình ga tồ. Bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4.
ba bằng mê ca tần ti tóc ba ti phiêu vô tóc ba ti đúc ga tình ga tồ ba bằng mê ca tần ti tóc ba ti phiêu vô tóc ba ti đúc ga tình ga tồ ba bằng mê ca tần ti tóc ba ti phiêu vô tóc ba ti đúc ga tình ga tồ. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới. Y tha tóc ba ti bê gia tóc ba ti bà ba ca ri u pa gia tha tóc ba ti bà bằng mê ca tần ti tóc ba ti phiêu vô tóc ba ti đúc ra tình ra tồ. Y tha tóc ba ti bê gia tóc ba ti bà ba ca ri u pa gia tha tóc ba ti bà bằng mê ca tần ti tóc ba ti phiêu vô tóc ba ti đúc ra tình ra tồ. Y tha tóc ba ti bê cha tóc ba ti bà ba ca ri u pa gia tha tóc ba ti bà bằng mê ca tần ti tóc ba ti phiêu vô tóc ba ti đúc ra tình ra tồ. Như vậy chúng ta thấy câu Phật ngôn số 17 nếu mà đọc thì chúng ta thấy hơi khó ha. Cuối câu số 2 nó là đoạn âm. Vậy thì chúng ta có thể dừng tự do ha, mệt nghỉ. Và cái điều đặc biệt mệt nghỉ phải nghỉ nơi trường âm ha, chứ đừng có nghỉ nơi đoạn âm ha. Chính vì vậy đây là một câu mà chúng ta đọc theo giọng kinh thì hơi khó, nhưng mà chúng tôi thấy dù có khó khăn như thế nào quý vị cũng vượt qua một cách rất là dễ dàng à. Thay vì đọc một hơi, quý vị đọc hai hơi, quý vị thế đọc ba hơi à. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là đây là một câu mà chúng ta có thể đọc tự do, mệt nghỉ à, do cái hơi sức của mình à. Như vậy thì giọng kinh không được dừng lại cuối câu số 2, mà quý vị có thể dừng giữa câu số 2 hoặc là đầu câu số 3 à. Quý vị có thể dừng lại bất cứ nơi nào, nhưng mà phải dừng nơi trường âm ha, không được dừng nơi đoạn âm à. Đó là cái quy luật. Tại sao con người nói nhanh quá, đọc nhanh, đó là chúng ta nghe toàn là đoạn âm. Mà sao mà đọc chậm quá, thì chúng ta nghe nó là trường âm không à, à đoạn âm cũng kéo dài à, cho nên nghe trường âm. Cho nên đọc nhanh đọc chậm chúng ta cũng phân biệt à, đây là trường âm hay đoạn âm. Mà trường âm thì phải kéo dài, đoạn âm thì phải lướt nhanh qua à. Rồi như vậy đó là giọng kinh. Còn bây giờ giọng kệ thì chúng ta phải đọc như thế nào à. Giọng kệ thì cũng giống như những bài trước, cũng giống như những bài trước, nhưng mà tùy theo cái tông, tùy theo cái âm điệu của mỗi vị. Để rồi chúng ta thấy trong cái giọng kệ có nhiều cái giọng khác nhau, nhưng mà rồi cũng thể hiện à, thể hiện theo cái căn cơ, theo cái trình độ của mỗi người. Cho nên đã gọi là kệ thì sao cũng được hết á. Miễn sao giọng kinh à, trường âm đoạn âm à, quý vị coi như là tuyệt vời ha. Rồi bây giờ à, để kệ xong rồi cái khi đó Sĩ Mỹ Tài muốn hỏi gì hỏi ha. Y tha tập ba ti bên cha tập ba ti ba ba ca ri u pa ya tha tập ba ti ba ba me ca
pati phiêu vô tập pati đồng gia tinh gia tổ ý tha tập pati bên cha tập pati bà ba ca ri u pa yan tha tập pati bà băng mê ca tân ti tập pati phiêu vô tập pati đồng gia tinh gia tổ ý san tập ba ti bê gia tập ba ti ba ba ca ri u pha yan san tập ba ti ba băng mê ca tân ti tập ba ti phiêu vô tập ba ti đồng gia tinh gia tổ nay than đời sau than kẻ ác hai đời than nó than ta làm ác đọa quả dữ than hơn. Rồi mời Sít Mê Ta trước khi đọc hỏi gì thì cứ hỏi. Dạ nam mô Bụt Tha dạ nam mô Tam nam mô Sangkaya dạ xin ngài cho con hỏi là cái từ cát tâm tí đó, là nó chung với nhau hay là chữ tí đó, nó đứng riêng? Dạ, để một lát con biết rồi con phân tích. Con không biết nó chung với nhau hay là nó đứng riêng một chữ tí đó một mình. Dạ, xin ngài cho con biết. Sa thu Sít Mê Ta. Câu số 3. Ba bằng mê ca tành tí tóc ba ti. Chữ ba bằng mê M có dấu chấm. Nếu mà chúng ta viết liền nhau ba bầm mê thì bỏ dấu chấm à. Ba bầm mê bỏ dấu chấm à. Còn nếu viết lời ra ba bằng mê à, thì viết lời ra. Còn chữ thứ hai cá tăng cộng với tí thành ra cá tăng tí à. Chữ M có dấu chấm nó mất đi và nó biến thành chữ N và dính liền với chữ tí. Chữ tí ở đây có nghĩa là y tí à. Cá tăng là việc làm, y tí là như vậy, việc làm như vậy à. À, chữ ca tăng do cái động từ ca rô tí ha. À, vậy thì ở đây chữ ca tăng cộng với ý tí và biến thành ca tăng tí. Ca tăng tí. Rồi à, xin mê tha thắc mắc không? Ca tăng tí à, khi gì? Đọc lại cho nghe câu số 4 chữ phiêu vô à, chữ phiêu à, chữ phiêu vô ha. Phiêu vô tóc ba tí đúc ga tình ga tô ha. Phiêu vô. Rồi à, Sitina còn thắc mắc không? Sít Mê Ta còn rắc rối không? Rồi chúng ta học phải hỏi, chỗ nào thắc mắc là phải hỏi. Sa thủ Sít Mê Ta Sika Tina. Rồi ai thắc mắc hỏi tiếp. Còn thắc mắc chỗ nào hỏi tiếp. À như vậy là không còn thắc mắc thì chắc chắn là quý vị đọc thông suốt à. Rồi mời lại Sít Mê Ta. Mời chị Mê Ta đọc luôn ha. Đó, Sít Kim Nhung mời ha. Rồi, Sít Mê Ta đâu thấy bàn tay đâu. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức. Dạ con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin tạ bài câu pháp cú số 17 ạ. Ý tha tập
Bati bai cha tap bati ba ba ka re u pha ya ta tap bati ba bang me ka can ti tap bati phiu yo tap bati đúc ga tình ga tô. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ý tha hai đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, bách trường âm nhấn, chá đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, giác trường âm nhấn, thá đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm. Ý tha tắp bá tí bai ca bá ca ri u pha giác tha tắp bá tí. Dạ con phân tích câu 3 và câu 4. 3. Trường âm thông thường, băng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, phiêu trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, đúc trường âm nhấn, gá đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ba bằng mê ca tành ti tắp ba ti phiêu vô tắp ba ti đúc ga tình ga tô. Dạ con đọc lại hết bài. Y đúc ga tình ga tô. Y tha tập ba ti bai cha tập ba ti ba ba ca ri u pha ya tha tập ba ti ba bằng mê ca tần ti tập ba ti phiêu vô tập ba ti đúc ga tình ga tô. Nay than đời sau than kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác đọa cõi dữ than hơn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Y tha tập ba ti, bê cha tập ba ti, ba ba ca. Ti tập ba ti phiêu vô tập ba ti đục ga tình ga tô. Dạ con đã đọc xong và kể xong, có chỗ nào sai sót thì xin ngài và quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ con nhường mic cho cô Kim. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin trả bài kinh Pháp Cú số 17 à. Cái này không muốn đọc cài giật cũng phải đọc cài giật nó đấy sư. Tắp cái tí sư cũng kệ, cũng cài giật giống như kiểu con vậy đó. Không phải cài giật mà nhìn lên nhìn xuống tại hai cái đoạn ngâm nó liền nhau mà tắp cái tí nó nhiều quá. Thôi để con trả bài để sư nói. À sư cắm điện vô cái bình chạc của sư đi, để một hồi cái sư lên sư giảng bài nó không có hú rồi sư cắm giờ đi, cũng được tiếng máy nó cũng đỡ đấy sư. Thôi con trả bài nha, con chỉ nhắc sư vậy thôi nha. À cảm ơn quý vị đã cho biết âm thanh rõ ha, 5-6 người vậy là beautiful rồi. Giờ con trả bài nha. Con trả bài kinh Pháp Cú số 17. Itatap patipat chatap patipa pakari upayak katap patipa bang me katan titap patipio yo tap patiduk gatin gato.
Ý tha tap pati pha kha ri upayak tha tap pati pa bằng me khat tam ti tap pati phiu yo tap pati duk ga tình ga tô. Phân tích câu 1, câu 2. Ý tha hai đoạn âm, táp trường âm nhắn, bá tí hai đoạn âm, thép trường âm nhắn, chá đoạn âm, táp trường âm nhắn, bá tí hai đoạn âm. Câu số 2, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, kha ri hai trường âm thông thường, ú phá hai đoạn âm, dắt trường âm nhắn, thá đoạn âm, táp trường âm nhắn, bá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 1, câu 2, đọc câu 3, câu 4, rồi phân tích câu 3, câu 4. Ý tha táp pa tí pa cha táp pa tí pa pa kha ri úp pa yak tha táp pa tí ba bằng mê khát tành tí táp pa tí phiêu yô táp pa tí đúc gá tình gá tô. Câu số 3, ba trường âm thông thường. Băng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phải đọc là trường âm đọc theo một rủi sư. Sư lại rầy nữa rồi. Không sao, sao để tiếp tục. Ba, trường âm thông thường. Băng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mê, trường âm thông thường. Cá, đoạn âm. Tanh, trường âm nhắn. Tí, đoạn âm. Táp, trường âm nhắn. Bá, tí, hai đoạn âm. Câu cúng cùi hay là câu cuối cùng. Thiêu, trường âm nhắn, vô, trường âm thông thường, táp, trường âm nhắn, bá tí, hai đoạn âm, đúc, trường âm nhắn, gá, đoạn âm, tinh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá, đoạn âm, tô, trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài. Dạ ca kệ. Bà bằng mê khát tành tí táp phá tí phiêu dô táp pha ti đúc gá tình gá tô. Ý tha táp pha ti phép cha táp pha ti bà bác khà rì úc phá giác khá táp pha ti bà bằng mẹ khá tành ti táp pha ti phiêu dô táp pha ti đúc gá tình gá tô. Ý tha táp pha ti phép cha táp pha ti bà bác khà rì úc phá giác khá táp pha ti bà bằng mẹ khá tành ti táp pha ti phiêu vô táp pha ti đúc gá tình gá tô. Giờ ca kể nha. Y tha táp pha ti phép cha táp pha ti bà bà khá ri úc pha yắc tha táp pha ti bà băng mê khá tăng ti táp pha ti phiêu vô táp pha ti đúc gá tình gá tô. Ý tha táp pha ti phép cha táp pha ti pa pa kha ri úc pa yap tha táp pha ti pa băng mê kha tan ti táp pha ti phiêu yo táp pha ti đúc ga tinh ga tô. Dịch tiếng Việt Nam. Nay thang đời sau thang, kẻ ác hai đời thang, thang rằng ta làm ác, đỏ cõi dữ thang hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chèn đét ơi, làm ác chi cho dữ, bây giờ sở hữu chủ nguyên cái mỏ than luôn. Cái mỏ than này bán không ai thèm mua, cho không ai thèm lấy hết. Thôi ôm một mình đi, cho than suốt kiếp luôn, muôn kiếp luôn. Đó, khá nhất là Hồng Thị Kim Nhung đó. Trời ơi, vỗ tay nè. Cô Mít Tà cũng vỗ tay, vỗ chân luôn nè. Chỉ mình Giang Nhất Hạ cho bông hồng thôi à. Trời ơi, sao không vỗ tay vỗ chân vậy nó mới vui đó. Không thấy sư cho bông hoa nữa. Nói rồi, sư bị thay việc mà cho bông hoa rồi, không có cho nữa, giấu một mình luôn. Đó, vỗ tay vỗ chân nữa. Quý vị ơi, quý vị thấy tôi có đọc tay không? Cho biết nha. Còn thấy sư đang uống trà hay làm cái gì đó, sư đang cười đó nha. Còn biết hết trơn rồi đó. Thôi, con xin cảm ơn quý vị đã cho bông hoa rồi vỗ tay vỗ chân nữa. Mời cô Hồng Thị Kim Dung kế tiếp không? Không chắc nha. Hà, mời quý vị kế tiếp nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức.
Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc bài câu quậy ngôn số 17. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Ithatapati bhaccata pati bà bà kari ufaya thatapati bà bằng mê ca tăng ti tapati phiu yo tapati duk ga tình ga tô Nay than đời sau than, kẻ hai đời than, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Ý thá là hai đoạn âm, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai bản âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ca ri là hai trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, dắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Ithatapati bhaccata pati bà bà kari upaya thatapati ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, tan là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm, phiêu là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm đọc, tô là trường âm thông thường. Bà bằng mê ca tần ti ta ba ti phiêu dô ta ba ti đúc ca tình ga tô Ithatapati bhaccata pati bà bà kari upaya thatapati bà bằng mê ca tần ti ta ba ti phiêu dô ta ba ti đúc ga tình ga tô Con xin kể ạ. Ithatapati bhaccata pati bà bà kari upaya thatapati bà bằng mê ca tăng ti tapati phiêu yo tapa duk ga tinh ga tô Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong, con có sai, kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Con xin mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô pháp cú số 17. Ithatapati bhaccata pati bà bà kari upaya thatapati bà bằng mê ca tăng ti tắp ba ti phiêu yô tắp ba ti đúc ga tình ga tô Con xin phân tích câu 1, câu 2. Ý thá, hai đoạn âm. Táp, trường âm nhấn. Bá, tí, hai đoạn âm. Bét, trường âm nhấn. Chá, đoạn âm. Táp, trường âm nhấn. Bá, tí, hai đoạn âm. Tha, trường âm thông thường, bá, đoạn âm, ca, ri, hai trường âm thông thường, ú, phá, hai đoạn âm, giát, trường âm nhấn, thá, đoạn âm, táp, trường âm thông thường.
trường âm nhấn tá tí hai đoạn âm y tha ta pa ti pe cha ta pa ti pa pa ka ri u pha cha tha ta pa ti. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Pa trường âm thông thường, phăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tanh trường âm nhấn tí đoạn âm, táp trường âm nhấn tá tí hai đoạn âm, phiêu trường âm nhấn vô trường âm thông thường, táp trường âm nhấn tá tí hai đoạn âm, đúc trường âm nhấn gá đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm gá đoạn âm, tô trường âm thông thường, tha thăng mê ca tanh ti táp pa ti phiu yo táp pa ti đúc ga tinh ga tô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 17. Y tha táp pa ti pe cha táp pa ti pa pa ca ri u pha yat tha táp pa ti tha thăng mê ca tanh ti táp pa ti phiu yo táp pa ti đúc ga tinh ga tô. Y tha táp pa ti pe cha táp pa ti pa pa ca ri u pha yat tha táp pa ti pa thăng mê ca tanh ti táp pa ti phiu yo táp pa ti đúc ga tinh ga tô. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính chào toàn thể đồng tràng. Dạ, cảm ơn các vị đã cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ, con xin đọc bài ạ. Con xin đọc câu pháp cú số 17. Ý tha tắp pa ti tắc cha tắp pa ti pa pa ca ri u pha yát tha tắp pa ti pa bằng mê ca tàm ti tắp pa ti thiều dồ tắp pa ti đúc ga tình ga tồ. Ý tha tắp pa ti tắc cha tắp ta ti ta pa ca ri u pha yat tha tap ta ti ta bằng mê ca tam ti tap ta ti phiu vô tap ta ti đúc ga tình ga tô. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Y tha tap ta ti ta cha tap ta ti ta pa ca ri u pha yat tha tap ta ti. Ý thá là hai đoạn âm, tap là trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm, tắc trường âm nhấn, chá đoạn âm, tắc trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm, pa trường âm thông thường, tá đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, u á hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, tắc trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm, ý thá tắc tá tí tắc chá tắc ta ti ta ta ca ri u pha yat tha tap ta ti. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ta tăng mê ca tam ti tap ta ti chiều vô tap ta ti đúc ca tình ga tô. Ta là trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tam trường âm nhấn, tí đoạn âm, tắp trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm, phiêu trường âm nhấn, vô đoạn vô trường âm thông thường, tắp trường âm nhấn, tá tí hai đoạn âm, đúc trường âm nhấn, gá đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường, ta tầng mề ca tầng tí tắp tá tí phiêu vô tắp tá tí đúc ga tình ga tồ.
Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 17. Nay thang đời sau thang, kẻ ác hai đời thang, nó thang ta làm ác, đọa cõi dữ thang hơn. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin đọc kệ ạ. Itha tappati paccha tappati pappakari upayattha tappati papamekatanti tappati diyo tappati dukkatingato. Itha tappati paccha tappati papakari upayan tatapati papang meka tanti tatapati siyo tatapati dukha tingato. Dạ, con đã đọc phân tích đọc kệ xong. Dạ, có gì sai nhà sư trì Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm. Xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Con xin lãnh lễ sư Trí Đức, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 17 ngày hôm nay ạ. Ithatappati bhakkhari upayattha tappati bhavang me katanti tappati phiyo tappati dukkha tingato. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ithatappati bhakkhatappati bhavakari upayattha tappati. Ý tha là hai đoạn âm, tắp là trường âm nhấn, ba tí là hai đoạn âm, bhak là trường âm nhấn, cha là đoạn âm, tắp là trường âm nhấn, ba tí là hai đoạn âm, ba là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, ca ri là hai trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, dắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tắp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Ý thá tắp bá tí bách tắp bá bà bá cà ri ú phá dắt thá tắp ba tí. Và câu số 3 và câu số 4. Ba bằng mê ca tần ti tắp ba tí phiêu vô tắp ba tí đúc gá tình gá tô. Ba là trường âm thông thường. Băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Mê là trường âm thông thường. Cá là đoạn âm. Tân là trường âm nhấn. Tí là đoạn âm. Tắp là trường âm nhấn. Bá, tí là hai đoạn âm. Phiêu là trường âm nhấn. Vô là trường âm thông thường. Tắp là trường âm nhấn. Bá, tí là hai đoạn âm. Đúc là trường âm nhấn. Gá là đoạn âm. Tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá là đoạn âm. Tô là trường âm thông thường. Ba băng mê cá tành tí tắp pati phiêu vô tắp pati đúc gá tình gá tô. Dạ, con xin đọc lại ạ. Itha tắp pati bách cha tắp pati bà bá cà ri u pha dách tha tắp pati bà bằng mê ca tành ti tắp pati đúc phiêu vô tắp pati đúc gá tình gá tô. Nay thang đời sau thang, kẻ ác hai đời thang, nó thang ta làm ác, đọa cõi dữ thang hơn. Là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ.
I kha tập ba ti pe cha tập ba ti pa ba kari u pha yat tha tập ba ti ba bang me ka tan ti tập ba ti phiêu yo tập ba ti du ga ting ga to I tha tập ba ti bè cha tập ba ti ba ba kari u pha yat tha tập ba ti ba bang me ka tan ti tập ba ti phiêu yo tập ba ti du ga ting ga to. Dạ con đã đọc xong, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 17. Itatapati pechatapati pa pakari upa yatapati pa pang me ka tang ti tapati phiu yo tapati dukkha tingato. Con phân tích câu 1 và 2. Itatapati pechatapati pati pa pa kari uva yata tapati i tá hai động âm tap trường âm nhấn pati hai động âm pet trường âm nhấn chá động âm tap trường âm nhấn pati hai động âm pa trường âm thông thường pa động âm kari hai trường âm thông thường uva hai động âm yat trường âm nhấn thá động âm tắp trường âm nhấn bát tí hai động âm y tháp tắp bát tí bét chát tắp bát tí ba bát cà ri u pháp yết tháp tắp bát tí câu ba và bốn pa bằng mê ca tần tí tắp bát tí phiêu yo tắp bát tí đúc ca tình ca tù pa trường âm thông thường bằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm mê trường âm thông thường khá đoạn âm tăng âm nhấn tí đoạn âm tắp trường âm nhấn phát tí hai đoạn âm phi trường âm nhấn vô trường âm thông thường tắp trường âm nhấn phát tí hai đoạn âm trước trường âm nhấn gáp đoạn âm tin trường âm đọc theo giọng nguyên âm gáp đoạn âm tu trường âm thông thường pa pang me ka tan ti tap pati phi yo tap pati duk ka ting ga tu itha tap pati pe cha tap pati pa pa ka ri u pa ya tha tap pati pa pang me ka tan ti tap pati phi yo tap pati duk ka ting ga tu. Nay thang đời sao thang, kẻ ác hay đời thang, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ, than hương hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin bắt kệ. Y tha tham ba ti, phèn cha tham ba ti, pa pa kha ri, ung pha yat tham ba ti, pa pang me ka tam ti tham ba ti, vi yo tham ba ti, đừng ga tin ga tu. I tha tham ba ti, bên cha tham ba ti, pa pa tha ri, u va yan tha tham ba ti, pa pang me ka tam ti tham ba ti, vi yo tham ba ti, đừng ga tin ga tu. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin quý sư và đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ.
Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sung Khà Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết âm thanh rõ. Cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Giang Nhật Hà, cảm ơn Sư Hồng Mai và cảm ơn Sư Kim Dung. Và bây giờ con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 17. Itatapati babakari uthayatha tapati babang mekat kanti tapati fiyo tapati dugatin gato. Itatapati bechatapati babakari uthayatha tapati babang mekat kanti tapati fiyo tapati dugatin gato. Và con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Itatapati bechatapati babakari uthayatapati. Và câu số 1. Ý thá là hai đoạn âm. Tắp là trường âm nhấn. Bá tí là hai đoạn âm. Bếch là trường âm nhấn. Chá là đoạn âm. Tắp là trường âm nhấn. Bá tí là hai đoạn âm. Và câu số 2. Ba là trường âm thông thường, bá là trường đoạn âm, kari là hai trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, dắt là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tấp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Pa pang me katan ti tapati view yo tapati dugatin gato. Ba là trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, tanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tấp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Và câu số 4, phiêu là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, tấp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm, trúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại bốn câu. Itatapati pichatapati babakari uthayatapati babanme katati tapati viyo tapati dukatin gato. Dạ, con xin kệ câu pháp cú số 17. Y tha tập ba ti bệnh cha tâm ba ti ba ba ca ri u pha yang tha tập ba ti ba bằng mê ca tần tí tập ba tí phiêu vô tập ba tí đúng gà tinh gà tô. Nay than đời sau than kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác đồ cõi dữ than hơn. Đó là bản chủ ngữ của Hòa Thịnh Thượng Tức Minh Châu. Và con đã đọc và con phân tích xong. Con có sai, mong Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa lại giùm con. Và con kính cảm ơn Đạo Tràng thật nhiều. Bây giờ mình từ không có thấy bàn tay của ai hết. Và kính cảm mời Đạo Tràng lên đọc tiếp, trả bài tiếp ạ. Nam mô Bức Tha Giá. Xin kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, và con xin kính chào đạo tràng. Con xin
đọc câu kinh Pháp Cú số 17. Etha tap bati becha tap bati pa pakadi upayat tap bati pa pang me ka tan ti tap bati phiêu yo tap bati duk ra tình ra tù. Dạ, con xin phân tích. Ý thá là hai đoạn âm, tap là trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, bát trường âm nhấn, chá đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, pa trường âm thông thường, phá đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, ú đoạn âm, phá đoạn âm, dắp trường âm nhấn, thá đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm. Y tha tap bati be cha tap bati pa pa ka di upayat tha tap bati. Dạ con xin phân tích hai câu tiếp. Ba trường âm thông thường, phân trường âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tan trường âm nhấn, tí đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, phiêu trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, tức trường âm nhấn, gá đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Phà bằng mê cát tành tí tắp ba tí phiêu vô tắp ba tí đúc gá tình gá tù. Em có đọc lại nguyên bài. Itha tap bati becha tap bati pa pa ka di upayat. Nghe đọc lại. Itha tap bati becha tap bati pa pa ka di upayat. Tha tap bati bằng mê ca tan ti tap bati phiêu vô tap bati đúc ga tình ga tô. Con đọc lại lần nữa. Y tha tap ba ti be cha tap ba ti pa pa ca ri u pa ya tha tap ba ti pa pang me ca tan ti tap ba ti phiêu yo tap ba ti đúc ga tình ga tô. Dạ con xin kể. Etha tap ba ti be cha tap ba ti ba pa di u pha ya tha ta ba ti pa pang me ca tan ti tap ba ti do tap ba ti do ga tin ga to. Đọc bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, than rằng ta làm ác, đọ cõi dữ than hơn. Dạ, con đọc phân tích và kể xong. Con có chỗ nào sai con xin quý sư, quý cô, quý tu nữ và quý đạo hữu xin sửa giúp con. Dạ, con xin trả mất lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Đàm Ma Giá, Nam mô Kha Giá. Con xin kính lễ sư Trí Đức và quý sư trong đạo tràng, và con xin kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 17. Y tha tap bát ti bát cha tap bát ti bà bát ca ri u pha ya tha tap bát ti bà bằng mê ca tam ti tap bát ti phiêu yo tap bát ti đúc kết gác tu. Con xin phân tích câu 1 và câu 2.
Isatapati Bechatapapati Babakari Uvayatapati. Ý là ý thả hai đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, bét trường âm nhấn, chá đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, ú đoạn âm, phá đoạn âm, giáp trường âm nhấn, thá đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm. Ita tappati betcha tappati babakari uvayatta tappati. Câu 3 và câu 4. Babang me katanti tappati fiyo tappati dungato. Ba trường âm thông thường, bằng trường âm nhấn, bằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, me trường âm thông thường, cá đoạn âm, tam trường âm nhấn, tí đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, phiêu trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, tắp trường âm nhấn, bá tí hai, đúc trường âm nhấn, gá đoạn âm, tinh trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại nguyên bài. Ý ta tắp bá tí, bếp cha tắp bá tí, bà bá tí, ua dập tắp bá tí, bà bà mê ca tâm ti tắp bà ti phiêu dô tắp bà ti đúc gà tình gà tô. Y tha tắp bà ti bếp cha tắp bà ti bà bà ca rì u pha giáp tha tắp bà ti bà bằng mê ca tâm ti tắp bà ti phiêu dô tắp bà ti đúc gà tình gà tô. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Dạ, con có sai chỗ nào xin quý vị trong đạo tràng sửa chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, con xin mời vị kế tiếp. Dạ. Nam mô Bụt Tha Yá, Nam mô Tham Ma Yá, Nam mô Sang Kha Yá. Dạ, con kính lãnh lễ Ngài Trí Đức Đệ Đức. Dạ, con kính lãnh lễ quý cô tu nữ. Con kính chào đạo tràng. Con xin được đọc câu pháp cú số 17. Ý tắp ba tí, bếch chá tắp ba tí. Bà bà cà rì ú phá giáp thá táp bá tí. Bà bằng mê cá tăng tí táp bá tí. Phiêu dô táp bá tí. Đút gát tinh gát tô. Ý thá táp bá tí. Bé chá táp bá tí. Bà bà cà rì ú phá giáp thá táp bá tí. Bà bằng mê cá tăng tí táp bá tí. Phiêu dô táp bá tí. Đút ghét tin ghét tô. Con xin phân tích. Ý thá là hai đoạn âm, táp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, bét trường âm nhấn, chá đoạn âm, táp trường âm nhấn, bá tí hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, á là đoạn âm, ca ri hai trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, ú phá là hai đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm, ba trường âm thông thường, băng là trường âm đọc theo giọng nhấn âm, mê là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm, phiêu là trường âm nhấn, vô là trường âm thông thường, táp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm,
Bút là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tin là trường âm đặc thể dạng nhân âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ý thá táp bá tí, bế chá táp bá tí, bà bá gà rì, ú phá giá thá táp bá tí, bà bằng mê cá tăng tí táp bá tí, thiêu vô táp bá tí, đút gá tin gá tô. Này thang đời sau thang, kẻ ác hai đời thang, nó thang ta làm ác đọa cõi dữ thang hơn. Dạ đây là bản nhật của ngài Phụng Thích Minh Phao, con xin kể. Y tha tap ba ti be cha tap ba ti ba 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 ka ri u pa ya tha tap ba ti ba me ka tang ba bang me ka tang ti tap ba ti phiu yo tap ba ti đút ra tin ghe tô. Y tha tap ba ti bê cha tap ba ti ba ba ca ri u pha ya tha tap ba ti ba bang me ca tăng ti tap ba ti yo tap tô. Dạ con đã đọc nhà phân tích xong, con có sai, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng, con xin dâng biết lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn Trần Phụng, Hồng Mai, Kim Dung, Hoàng Thành, Sister Man và Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn chị Mát Tha. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Tuệ Đức cùng Chư Trung Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ không biết chị Meta ơi, Kim Dung ơi, đạo tràng đã trả bài hết chưa vậy? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, ồ còn hoàn thành nãy. Dạ kính mời hoàn thành. Nhật Quỳnh chạy tới nghe rượu im ru nên lật đật đưa tay. Dạ mời hoàn thành nghe. Dạ con kính đỉnh lấy ba ngôi tam bảo, con kính đỉnh lễ chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 17. Y tha tap pa ti pe cha tap pa ti pa pa ka ri u pha ya tha tap pa ti pa bằng me ca tan ti tap pa ti phiu yo tap pa ti duc ca tình ca tổ. Ti tha tap pa ti pa cha tap pa ti e pa pa ka ri u pha ya tha tap pa ti pa pang me ka tang ti tap pa ti phiu yo tap pa ti duc ca tình ca tổ. Con xin phân tích ạ. Ý thá là hai đoạn âm, tap là trường âm nhấn,
Bá tí là hai đoạn âm, bách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, tắp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Pa là trường âm thông thường, bá là đoạn âm, kari là hai trường âm thông thường, ú phá là hai đoạn âm, chát là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, tắp là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Pa là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo dõi là trường âm thông thường. Cá là đoạn âm, tăn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, tắt là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm. Phiêu là trường âm nhấn, dô là trường âm thông thường, tắt là trường âm nhấn, bá tí là hai đoạn âm, đúc là trường âm nhấn, gá là đoạn âm, tinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, tô là trường âm đọc theo giọng nguyên âm ạ. Con xin đọc lại cả bài. I tha tap pa ti pek cha tap pa ti pa pa ka ri u pha yat tha tap pa ti pa pang me ka tan ti tap pa ti phiu yo tap pa ti duk ga tình ga tô. I tha tap pa ti pek cha tap pa ti pa pa ka ri u pha ta pa ti pa ta pa ti du ca tình ra. Con xin kể. I tha tam pa ti bạch cha tam pa ti pa pa ca ri u pha ya tha ta pa ti pa pang me ca tan ti tam pa ti phiêu vô tập ba tí đục gà tình gà tô. Dạ con ạ. Nay sau nay than đời sau than, kẻ ác hai đời than, nó than ta làm ác đọa cõi ác dữ, than đọa cõi dữ than hơn. Dạ con đã đọc và kể xong ạ. Con xin xuống bức, con có sai con xin quý sư và quý đạo hữu sửa cho con ạ. Kính cảm ơn chị Tâm Hành đã post bài. Con kính chào quý đạo hữu. Dạ sa thú kính cảm ơn. Xin hoàn thành. Dạ Nam Mô Bụt Thầy, giá một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. À, Nhục Vinh kính chào đạo tràng. Cảm ơn đạo tràng được tin phép được trả bài câu pháp cú kinh số 17 ạ. I tha tap ba ti ba cha tap ba ti ba ba ka ri u pha yat cha tap ba bang me ka ti tap ba ti phiu yo tap ba ti duk ka ting ka to. I tha tap ba ti ba cha tap ba ti ba u pha yat ba ti ba bang me ka tan ti tap ba ti phiu yo tap ba ti duk ka ting ka to. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dạ chút xíu một mình ra. Y thá hai đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bát tí hai đoạn âm, bét trường âm nhấn, chá đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bát tí hai đoạn âm. Ba trường âm thông thường, bá đoạn âm, a ri trường âm thông thường, ú khóa hai đoạn âm, dách trường âm nhấn, thá đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bát tí hai. Y tha tắp bát tí chắc tắp bát tí ba bát ca ri u pha yat tha tắp bát tí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Ba trường âm thông thường, băng âm đọc theo giọng nguyên âm, mê trường âm thông thường, cá đoạn âm, tanh trường âm nhấn, tí đoạn âm, tắp trường âm nhấn, bát tí hai đoạn âm. Phiêu
trường âm nhấn, vô trường âm thông thường, tắt trường âm nhấn, bát tí hai đoạn âm, đúc trường âm nhấn, gá đoạn âm, tin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, tơ trường âm thông thường. Ba bằng mê cát tanh tí tắp bát tí phiêu dơ tắp bát tí đúc gát tình gát tơ. Ý thả tắp bát tí bét chát tắp bát tí bà bát cà trì ưu phay. Ưu phay giác thách tắp bát tí bà bằng mê cát tanh tí tắp bát tí phiêu dơ tắp bát tí gát tình gát tơ. Dạ cho con đọc lại một lần nữa. Ý thả tắp bát tí bét chát tắp bát tí bà bát cà rì ưu phay giác thách tắp bát tí bà bằng mê cát tanh tí tắp bát tí phiêu dơ tắp bát tí đúc gát tình gát tơ. Nay thang đời sau thang, kẻ ác hai đời thang, nó thang ta làm ác, đó cõi dữ thang hơn. Dạ đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ con đọc phân tích, có sai con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Dạ con xin được kệ ạ. Y tha tập ma ti bạch cha tập ma ti ba ba ca ri u ya ba ba ca ri u pha ya tháp tập ba ti ba bằng mê ca tanh tì tập ba ti hiểu vô tập ba ti đục ga tinh ga tô. Y ta tập ba ti bạch cha tập ba ti ba ba ca ri u khai giác thập ba ti ba bằng mê ca tanh thì tập ba ti tiểu vô tập ba ti đủ ga tinh ga tô. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, con có sai con cung thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy. Và bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời vị nào chưa trả bài xin đưa bằng tay. Và con rất là nhiều sơ sót, và hôm nay con phải ở trên chánh điện nên con chạy tới chạy lui. Và con kính mong ngài và đạo tràng hoan hỷ cho con. Và con kính dâng mít đến đạo tràng ạ. Alo, 123, 123, mới thấy chị Kim Nhung cầm micro ha, hay là cả cái máy, rồi chắc không có chuyện gì ha, rồi, như vậy là trường hợp kỹ thuật, không sao, bài này hơi khó, nhưng mà quý vị đã thể hiện rất là tốt, không có sai sót. Nói chung là quý vị tuyệt vời. Bây giờ chúng ta ôn lại rồi ghi lại ý nghĩa của câu Phật ngôn. Y tha tập bát ti bê chát bát ti ba ri u pa ya tha tập bát ti ba bằng mê ca tanh ti tập bát ti phiêu vô tập bát ti đúc ga tình ga tô. Y tha tập bát ti bê chát tập bát ti bà bát ca ri u pa ya tha tập bát ti bà bằng mê ca tanh ti tập bát ti phiêu vô tập bát ti đúc ga tình ga tô. Và thì cũng tùy theo cái mỗi người có những cái giọng kệ khác nhau. Tuy nhiên đã gọi là kệ thì sao cũng được ha, miễn sao chúng ta có tham gia để thấy rằng câu Phật ngôn này cái ý nghĩa
Đó là cái điều quan trọng ha. Cái dụng của câu Phật ngôn này, Đức Phật nói về cái gì? Và dụng kệ thì cũng giống như những bài trước ha. Ý tha tập ba tí bên cha tập ba tí yên ca ba ba ca u pa ya tha tập ba tí ba bấn mê ca tan ti tập ba tí phiêu vô tập ba tí đúng. Bakari upayat tatapati babang meka tan chúng tôi lướt qua bởi vì câu này nó cũng như những câu trước. Chúng ta thấy câu Phật ngôn số 17, bài này 4 câu mà câu nào cũng có chữ tappati, câu nào cũng có chữ tappati. Vậy thì chúng ta hiểu chữ tappati có ý nghĩa thế nào? Tappati là bực bội, bị sầu than, bị đốt nóng, bị bực bội, bị đốt nóng, bị sầu than. Đây là một động từ số ít ha. Động từ này cho chúng ta thấy bực bội này, than thở nè, sầu khổ nè, như vậy thì một cái chữ tappati chúng ta đã thấy trong 4 câu rồi ha. Chữ tappati, chữ ý tha chúng ta biết rồi. Bây giờ ha, hiện tại bếch cha là sau này ha. Bây giờ sầu than, ngày mai cũng sầu than hay là sau này cũng sầu than, thì ngài hòa thượng dịch là nay than thì sau than nhé. Bởi vì chữ ý tha chúng ta đã học mấy câu rồi, cho nên bây giờ chỉ nhắc lại thôi. Và chỉ khác nhau ở đây là ti tập và ti là bực bội, đốt nóng, sầu than, khổ sở. Rồi, câu số 2. Bà Bắc Cà Rì Úp Phá Giác Thá Tập Phá Tí. Bà Bắc Cà Rì, Bà Bắc Cà Rì thì chúng ta cũng đã học rồi. Bà Bắc Cà Rì có nghĩa là do chữ ba bá cộng với chữ cà rì. Ba ba có nghĩa là điều ác, điều sai quấy. Kari là người đã làm, những cái điều ác, điều sai quấy. Ba ba kari là kẻ làm ác. Ba ba kari là người làm ác, kẻ làm ác. Upajat là cả hai, nó là trạng từ. Upajatha rồi tappati là biết rồi, là bực bội, than thở, than thành ra chữ thanh luôn ha, chữ than thở, không có chữ hát ha, than mà còn hát gì nữa, khổ quá mình sao hát được ha? Than thở sầu khổ. Thì câu thứ nhất cũng có tappati, câu số 2 cũng có tappati ha. Bây giờ qua câu số 3.
số 3. Ba văn mê khát tanh tí tắp bạc tí. Ba văn mê khát tanh tí tắp bạc tí. Chữ ba văn tức là do chữ ba bá ha. Do chữ ba bá. Ba bá là việc ác điều xấu. Việc ác điều xấu. Mà ba bá nó là một danh từ trung tính ác ranh tanh nó phùng sắc cả linh gá. Và ba bá này được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá vì phát tế câu quá trần á. Cho nên ba bá biến thành ba bằng ba điều ác, việc ác. Rồi mê. Mê là do cái từ á hăng, một đại từ ha. Nhưng mà chữ á hăng này được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít à, sử dụng cách số ít là cái gì đây? Alo, sử dụng cách số ít tức là cách chia thứ ba. Ta tỷ giá quy pháp tỷ e câu bách chân á. Cho nên chữ a hăng biến thành mê. Mê là bởi tôi. Đúng rồi, ta tỷ giá quy pháp tỷ e câu bách chân á. Cách chia thứ ba. Chữ tôi. Cát tanh tí. Cái chữ từ cá tăng tí tức là do chữ cá tăng cộng với ý tí. Chữ cá tăng trong cái dạng quá khứ phân từ đã được là, đã được là à, đã được là cộng với ý tí. Ý tí là như vậy ha, là như vậy, là cho rằng à, là như vậy à. Các tanh tí và tập và tí thì cũng giống như câu thứ nhất, câu thứ nhị ha. Các tanh tí, các tăng cộng với ý tí, đúng rồi. Rồi, và chúng ta đến cái câu cuối cùng. Câu cuối cùng à, câu cuối cùng phiêu vô. Phiêu vô tấp bát tí đúc cá tình gá tô. Phiêu vô tấp bát tí đúc cá tình gá tô. Lúc phiêu vô, đây là một càng từ, có nghĩa là xa hơn hay là hơn nữa. Xa hơn hay là hơn nữa. Ôi, tấp bát tí là sầu muộn khổ đau ha. À, tấp bát tí à, và chữ đúc gia tình, đúc gia tình à, do cái kiếp đồng ngữ đú ở phía trước có nghĩa là khó xấu, và chữ gia tình do cái từ gia tí à, gia tí đây là một danh từ trung tính nè, ý karan ta na pum sa karin ga. À, gá tí có nghĩa là cảnh giới tái sinh à, vậy thì đúc gá tình là đến khổ cảnh à, đến khổ cảnh, vào khổ cảnh đến khổ cảnh, vào khổ cảnh à, bởi vì chữ gá tô nó là một quá khứ phân từ nam tính, đi đến à, đã đi đến. Vậy thì câu Phật ngôn 3:17 cho chúng ta một ý nghĩa. Kẻ làm ác bực bội ở đời này, bực bội sau khi chết, bực bội ở cả hai đời. Bực bội nghĩa rằng ta làm điều ác à, bị đi đến khổ cảnh, bực bội nhiều hơn nữa à, tức là kẻ làm ác bực bội ở đời này, bực bội ở đời sau, bực bội ở cả hai nơi. Bực bội nghĩ rằng ta đã làm điều ác, bị đi đến khổ cảnh, cái bực bội nhiều hơn nữa à, câu Phật ngôn 17 à, ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này. Đây đau khổ, kia khổ đau. Tâm người ác hạnh
muôn sầu thảm thương, thở than nghiệp dữ đã vương, chết rồi khổ cảnh đoạn trường than hơn. Đây đau khổ, kia khổ đau, tâm người ác hạnh muôn sầu thảm thương, thở than nghiệp dữ đã vương, chết vào khổ cảnh đoạn trường than hơn. Và ngài Hòa Thượng Minh Châu: nay than đời sau than, cả hai đời than, than rằng ta làm ác và quả dữ than hơn. Nay than đời sau than, kẻ hai đời than, than rằng ta làm ác, đọa quả dữ than hơn. Rồi, bây giờ chúng ta tìm hiểu tại sao có câu Phật ngôn này. Alo, trong cái phần từ vựng có vị nào thắc mắc gì không? Cũng trùng trùng với những câu trước ha. Khi khác có một hai từ thôi. Alo, có chỗ nào quý vị rắc rối? Không rắc rối. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự ha. Câu Phật ngôn số 17, Đức Phật ngài đã đề cập đến Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa, quý vị viết cái từ Pali sao cho nó đúng này. Đề Bà Đạt Đa hả? Tiếng Việt Nam đọc vậy nhưng mà Pali viết sao đây? Alo, đây là Đề Quá Đạt Ta. Đúng rồi, đúng rồi, Đề Quá Đạt Ta. Ai với Sích Nhật Quỳnh mà đưa lên là chính xác liền ha. Đề Quá Đạt Ta. Và cái xuất xứ, tức là cái vị trí để mà Đức Phật đề cập đến Đề Bà Đạt Đa ở tại đâu? Có phải là ở tại chùa của bà Visakha không? Ở tại chùa nào ai cũng biết được hết hả? Ai cũng biết được hết hả? Ở tại chùa của ông Cấp Cụ Độc Chê Tawana ha. Tại chùa Kỳ Ven, Đức Phật đã đề cập đến Đề Bà Đạt Đa, Đề Quá Đạt Ta. Đề Quá Đạt Ta. Và đọc và ngắn gọn chữ Đề Quá Đạt Ta thì người ta bỏ chữ phía sau chữ ta, mà ta đọc là Đề Quá Đạt. Đề Quá Đạt. Từ sẽ dùng. Rồi. Nói về tiểu sử của Đề Quá Đạt Ta, tức là từ khi xuất gia cho đến khi mà bị đắc luôn. Ghê vậy đó. Thì nói về cuộc đời, thì chúng ta biết rằng khi mà Đức Phật ngự ở vườn xoài của các ông Anupiya ở trong thị trấn Manla, thì tám muôn quyến thuộc của dòng họ Thích Ca hội nhau thảo luận với nhau rằng từ khi mà thấy cái nhân tướng của Đức Như Lai, tức là khi vừa mới sinh ra thì có những cái vị Bà La Môn tới đoán tướng, thì xác nhận rằng sau này sẽ trở thành một cái vị đại giác hay là một cái vị trưởng luân thánh vương. Thì khi đó chúng ta đã hứa là cho con cháu của chúng ta ở trong tôn tộc sát đế lị này đi theo để hầu hạ ngài. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy giữ cái lời hứa đó. Và trong hoàng tộc Sakya, cho tám muôn vị thái tử xuất gia để đi theo hầu Đức Phật. Còn là sáu vị, tức là Đức Vua Phát Địa Gia này, Vương Tử Anuruddha này, Vương Tử Ananda, Vương Tử Phát Gú, Vương Tử Kim Pì La và Đề Quá Đạt Ta còn là ở nhà. Tức là sáu người này
trong danh sách phải đi xuất gia để làm tùy tùng, để theo hầu hạ Đức Phật, thì bây giờ còn lại 6 người, còn 84.000 người đã ra đi rồi ha. Vì thế mà trong hoàng tộc có người là đưa cái sự kiện này ra hội thảo và kêu là phân bì tất cả chúng ta đều có con cháu của mình xuất gia đúng theo lời hứa. Còn trong cái 6 cái hội thích này, trong cái chi nhánh này, không phải là thân tộc của chúng ta hay sao? Mà tại sao không cho con của mình đi tu? Và khi nghe nói như vậy thì Thái tử Maha Nam á đến nói với em của mình là Anuruddha: này em, trong gia đình của chúng ta chưa có người xuất gia, vậy thì bây giờ em đi xuất gia hay là anh đi xuất gia, anh hay em đi xuất gia gì đó để làm bên. Bây giờ chúng ta viết sao cho đúng tên của hai anh em này, tức là hai vị thế tử này, một vị là Maha Nama, một vị người em tên là Anuruddha. Rồi bây giờ mời quý vị trổ tài học Pali, đọc nghe rất là trôi chảy, nhưng mà viết ra người anh Maha Nama, người em Anuruddha, rồi viết sao cho đúng để bà con ơi. Trời ơi, sư Trần Phùng đưa lên cái mặt cười ha. Maha Nama, biết chữ Maha đúng, nhưng mà chữ Nama thì sư The Man viết đúng. Maha Nama đã là ông anh rồi, còn người em tên thế nào đây? Anuruddha, Anuruddha. Nhưng mà quý vị biết rằng không phải là phỉ báng nha, nhưng mà ở ngoài cái chùa Thiền Lâm ở Huế có một cái gia đình Phật tử lấy tên của ngài Anuruddha. Anuruddha đọc là anh Đậu Đà La ha. Nhưng mà theo giọng Huế thì quý vị nghe nó hơi ngộ ngộ. Nhiều khi chúng ta lại có một cái sự hiểu lầm, nghe nó hơi ngộ ngộ. Giọng Huế thì quý vị biết hơi nặng nặng ha. Anuruddha, Anuruddha. Nhưng mà khi mà đọc nhanh á thì chúng ta lại nghe ăn ngủ cho đã, ăn ngủ cho đã. Nghe như vậy thì hơi bị bán. Nhưng mà tự nhiên nó nhập vào tâm của chúng ta lại nhớ cái tên của ngài Anuruddha. Rồi thôi, cái chuyện đó là cái chuyện quá khứ. Còn bây giờ quý vị biết đúng rồi, biết đúng rồi, thì bây giờ chúng ta đi vào chi tiết. Người anh là Thái tử Maha Nama, người em là Anuruddha. Thì khi mà người anh hỏi bây giờ hai anh em mình ai là người phải thực hiện lời hứa đi tu, thì hoàng tử Anuruddha từ nhỏ cho đến lớn quen sống một cái đời sống trên nhung lụa, an hưởng cuộc đời vương giả cao sang phú túc, chưa hề nghe đến cái tiếng không có này gì. Cái tiếng không á, chưa bao giờ nghe cái từ không có đó. Rồi cho đến một hôm thì cái vị vương tử này cùng với những vị vương tử khác nghĩa là rủ nhau chơi đánh đáo con nít mà. Cho nên trong cái người thắng á thì được những cái người thua cung cấp cho những cái phần bánh, tức là không phải là chơi cá cược ăn tiền ăn bạc, mà ai thua phải chung bánh. Thì hoàng tử Anuruddha này bị thua hoài, cho nên phải đãi bánh cho các vị vương tử khác, cho thị giả về nhà xin bánh, rồi cứ thua liên tục. Hoàng tử Anuruddha cho người về xin bánh mãi. Bà mẹ làm bánh làm không kịp, hai ba lần làm không kịp bánh.
Đến lần thứ tư thì bà ta mới nhắn lời nói thế này: ôi, cũng lấy cái mâm, rồi lấy cái lồng bàn đẩy lại và nói đây là bánh không có, để chứng tỏ rằng mình làm kẹp. Nhưng mà ông hoàng tử trẻ tuổi này chưa từng nghe cái tiếng bánh không có, cho nên ngẫm nghĩ rằng ồ, đó là một cái thứ bánh gì gọi là đặc biệt lắm. Rồi ông mới bảo thì giả về lấy cái bánh không có đó đem đến cho ông ta. Cái người này ý lời về bẩm lại: tôi với lệnh bà, xin bà hãy gửi cái bánh không có đến cho điện hạ. Nghe như vậy thì bà mới suy nghĩ: con ta chưa hề nghe cái tiếng không có bao giờ, và đây ta áp dụng cái cách này để dạy cho nó biết. Thế là bà lấy một cái đĩa bằng vàng đẩy úp trên một cái đĩa không có gì hết, cũng bằng vàng, và trao cho cái người hầu đem đi. Lúc đó thì các vị chư thiên người trong thành nghĩ rằng Thái tử Anuruddha là người chưa từng nhịn ăn phần ăn của mình trong cái mùa đói kém để cúng dường đến một cái vị Phật độc giác trong quá khứ, và đã phát nguyện: xin cho tôi đừng bao giờ nghe cái tiếng không có, xin cho tôi đừng có bao giờ bận tâm đến cái vấn đề lương thực. Vậy thì hôm nay nếu mà để cho Thái tử thấy cái đĩa không, thì chúng ta còn mặt mũi nào để về dự đại hội chư thiên? Và có lẽ đầu của chúng ta sẽ bể làm 7 mảnh. Nghĩ như vậy, các vị chư thiên lấy những cái bánh trời đặt vào trong cái đĩa cho Thái tử Anuruddha. Và khi mà người hầu bưng đến cái chỗ mà 6 vị hoàng tử này đến cầu, dỡ ra thì cái mùi bánh nó bay thơm nức cả cái châu thành. Thái tử cầm thử một miếng, ngắm vào miệng thì nghe cái hương vị thanh thoát lạ thường, không sao mà đã xếp được. Và khi đó thì Thái tử Anuruddha nghĩ rằng từ trước đến giờ mẹ không có thương ta, cho nên chưa có lần nào người làm cái bánh không có này cho ta. Và kể từ đây về sau, ta nhất định không thèm dùng cái thứ bánh nào khác ngoài cái thứ bánh không có này. Thế tử đi về nhà và thưa với mẹ: thưa mẹ, mẹ có thương con hay không? Ồ, mẹ yêu quý con ví như một người mà chột một con mắt, quý con mắt sáng của mình thế nào thì mẹ cũng yêu quý con giống như vậy. Ồ, thế sao mà hồi đó tới giờ chưa có bao giờ mẹ làm cái thứ bánh không có cho con ăn? Bà mẹ mới hỏi cái người hầu Thái tử: này con thấy trong đĩa có chút gì không? Dạ tâu lệnh bà, cái đĩa đầy bánh mà toàn cứ thơm bánh lạ từ trước đến giờ con chưa bao giờ thấy. Bà mẹ mới lẩm bẩm: con ta quả thật là một bậc đại phước đại lộc, đã tạo cái nhân lành từ kiếp quá khứ, cho nên chư thiên mới để vào đầy cái đĩa bánh và gửi đến cho nó là như vậy. Ông hoàng con lại núng niệm nói với mẹ rằng: thưa mẹ, kể từ này về sau con nhất định không ăn cái thứ bánh gì khác hết, mẹ phải làm cái thứ bánh không có này để cho con ăn. Và kể từ ngày đó, mỗi khi mà hoàng tử Anuruddha đòi ăn bánh gì thì bà lại y như trước, lấy cái đĩa không đẩy úp lên một cái đĩa không khác rồi gửi đến cho con. Trong suốt một thời gian dài Thái tử còn ở trong gia đình, thì chư thiên vẫn hàng cung cấp cái bánh trời cho Thái tử ăn thế. Vì không bận tâm lo nghĩ đến những cái nhu cầu về vật chất, cho nên dầu là một cái vấn đề thông thường, Thái tử cũng không có biết rõ, nói chi đến cái việc xuất gia. Cho nên khi nghe Thái tử Mahana má hỏi Anuruddha, không đáp lại lời của anh mà còn hỏi lại,
Xuất gia có nghĩa là đi làm cái gì, thưa Hoàng Huynh? Thì Hoàng tử Mahanama giải thích sơ lược là phải cạo bỏ râu tóc, khoác bộ y vàng, nằm ván cứng giường thô, đi trì bình khất thực, sống một đời sống không gia đình, thì như thế mới gọi là xuất gia. Nghe vậy thì Thái tử Anuruddha đáp rằng: vậy thì Hoàng Huynh ơi, em chỉ quen sống cái đời sống nghĩa là an nhàn, dục lạc, em không xuất gia hành đạo được đâu. Vậy thì em hãy học về công nghệ rồi ở lại nhà, để anh đi xuất gia cho gia đình chúng ta khỏi bị thất hứa. Thì Hoàng tử Anuruddha lại hỏi rằng: thưa Hoàng Huynh, anh vừa nói đến hai tiếng công nghệ, thế thì công nghệ nghĩa là gì? Ồ, đại thường các con nhà quyền quý không ai léo khánh đến những chỗ nấu ăn, mó tay vào cơm nước bếp núc bao giờ, có đâu biết quán xuyến về công nghệ gia đình cho được. Cho nên cái vật thật hàng ngày mà các thái vị vương tử cũng không biết xuất xứ từ đâu. Có hôm giữa ba vị hoàng tử đưa ra một câu hỏi: đố các bạn biết vật thực mà chúng ta đang ăn từ đâu mà có? Thì hoàng tử Kim Bì Lã mới nói rằng: ố, dễ ẹt, từ nhà kho mang lại. Nhưng mà hoàng tử Phan Lì Giá cãi: nếu mà nói như vậy thì sai rồi, vật thực này ở trong nồi múc ra. Nhưng mà hoàng tử Anuruddha nhất định nói rằng cả hai vị đều sai bét hết, vật thực này là do cái dĩa ngọc chén vàng phát sinh ra. Và thế tục truyền sở dĩ ba vị thái tử này giải thích khác nhau đó là mỗi vị chấp theo cái quan kiến của mình. Kim Vị Lã thường xuyên thấy người ta vào trong kho lấy lúa đem ra xay, cho nên mới cho rằng vật thực phát sinh từ kho mang lại. Còn Phát Đi Giá thì thấy người ta bới cơm từ trong nồi ra, cứ tưởng là vật thực từ trong nồi được múc ra mà thôi. Còn riêng Anuruddha chưa thấy ai xay lúa nấu cơm rồi bới ra, mà chỉ thấy vật thực đã trên cái chén đĩa, cho nên quả quyết rằng vật thực phát sanh từ nơi chén đĩa. Thật ra thì ba vị con nhà quý tộc này cũng chưa biết rõ vật thực xuất xứ từ đâu. Do đó hoàng tử Anuruddha mới hỏi lại anh của mình một câu nữa: cái tiếng công nghệ có nghĩa là gì, thưa Hoàng Huynh? Thái tử Mahanama giải thích rằng: từ đầu mùa thì lo dọn dẹp đất, nhất là cày bừa ruộng nương, rồi lo trồng trọt bắp đậu mè, rồi kế đến cuối mùa thì lo gặt hái phơi đập rồi nhập vào kho tích trữ. Mỗi năm năm nào cũng phải làm đi làm lại bấy nhiêu công việc, đồng án là như thế. Nghe vừa dứt lời thì hoàng tử Anuruddha nói thầm rằng: ồ chà, công việc của gia đình làm biết bao giờ mới hết, và biết đến bao giờ ta mới được rảnh rang để tọa hưởng phú quý vinh hoa. Và sau khi nêu rõ lý do là công việc của gia đình làm mãi cũng không có rồi, thì hoàng tử cương quyết thưa với anh rằng: thôi, Hoàng Huynh cứ ở nhà mà lo công nghệ với gia đình, còn em không thích làm những cái việc đó đâu. Rồi hoàng tử đi tìm thân mẫu và thưa rằng: thưa mẹ, con xin phép mẹ, con đi xuất gia. Hoàng tử Anuruddha đến xin, nhưng mà bà mẹ cũng không cho phép. Sau cùng bà đưa ra điều kiện thế này: nếu mà bạn con là đức vua Phát Đi Giá cùng đi xuất gia với con thì mẹ sẽ chấp nhận ngay.
Nghe vậy thì hoàng tử Anuruddha đến gặp bạn của mình, để thưa rằng: thưa hoàng, tiểu đệ bị kẹt có hoàng huynh mà chậm trễ cái việc xuất gia. Hoàng tử cứ đi theo năn nỉ và đưa ra nhiều lý do để thúc đẩy dục cho nhà vua. Cho nên sau cùng đức vua phát đề giá hẹn trong 7 ngày hôm nữa thì sẽ đi xuất gia một lượt. Rồi đức vua phát đề giá trong họ Sắc Kỳ Giá cùng với hoàng tử Anuruddha, hoàng tử Ananda, Phán Vũ, Kim Pila và Devadatta, tất cả là 6 vị đế vương này cùng với người thành tạo tên là Upali là 7 người. Trong 7 người liên tiếp tận hưởng mọi cái lạc thú vinh hoa trong cuộc sống, giống như những cái vị chư thiên. Rồi đến ngày khởi hành thì 7 vị này xuất gia, được quân binh hộ giá rầm rộ tiến lên, y như những cái vị vua ngự du trong vườn thượng uyển. Và đi đến biên thùy thì 7 vị này ra lệnh cho đoàn quân hộ tống trở về, rồi cùng nhau lần lượt qua giới tuyến đi sang địa phận của quốc gia khác. Ở nơi đây 6 vị hoàng tử cởi bỏ tất cả trang sức treo trên mình, bó lại thành một đống, kêu ông thật cạo Upali đến và nói rằng: này Upali, bạn hãy thu hết những cái của cải này đi về trú xứ, và bấy nhiêu đây cũng đủ cho bạn sống một cái đời sống vương giả cho trọn đời. Ông Upali sụp lại các vị hoàng gia, khóc lóc biên rên vì không dám cãi lệnh của chủ cũ của các vị chủ, cho nên buộc lòng đứng dậy, xách quái bảo vật quấy lên vai rồi quay chân trở lại. Sau vị vương giả đứng nhìn theo ông thật cả Upali về cổ quốc, ai ai cũng lưu luyến ngậm ngùi. Trên con đường về thì ông thời cạo vừa đi vừa suy nghĩ: cái dòng họ Thích Ca Sắc Kỳ Giá này xưa nay có tiếng là hung bạo, nếu mà họ lầm tưởng ta sát hại các vị hoàng tử này mà đoạt lấy của cải châu báu thì thế nào họ cũng giết ta cho chết đi. Và lại các vị vương gia thích tử này đã vứt bỏ tất cả những đồ trang sức quý báu của họ như là nhổ nước miếng để được rảnh rang đi tu, thì ta dạy gì mà liếm lại cái bãi nước miếng này? Tại sao chúng ta không noi gương các vị hoàng tử này? Và nghĩ như vậy, ông ta vứt bỏ đồ trang sức đang quẩy trên vai xuống, rồi đem treo nó trên một nhánh cây và nói rằng: ai cần dùng thì cứ lấy. Rồi ông ta hối hả chạy theo các vị hoàng tử. Thấy ông chạy theo, các vị đó mới hỏi: sao ông còn quay lại làm cái gì? Ông thật cạo Upali mới tỏ thật hết cái cảm nghĩ và quyết định của mình. Các vị hoàng tử mới dẫn ông ta đi theo luôn, đi đến lễ lễ Đức Phật của bạch rằng: bạch ngài, cái dòng họ Thích Ca của chúng ta vẫn thường có cái tính ngã mạn. Người này đã từng phục dịch chúng tôi lâu năm, xin ngài hãy cho ông ta xuất gia trước để chúng tôi cung kính lễ bái theo thứ bậc như là một vị sư huynh, nó hầu phá bỏ đi cái tính ngã mạn của chúng tôi. Tiếp theo lời thỉnh cầu đó, Đức Bổn Sư đã cho ông Upali xuất gia đầu tiên, rồi lần lượt đến 6 vị hoàng tử. Ở trong nhóm các vị tỳ khưu mới này thì ngài Phất Đì Á đã chứng đắc tam minh ở trong mùa hạ đầu tiên, để Đức Anuruddha đắc được thiên nhãn minh, rồi sau đó chứng đắc A La Hán do nhờ nghe cái bài kinh Maha Purisa. Ngài Ananda đắc Tu Đà Vương, hai vị Phất Trụ và Kim Bì Lá trong cái thời gian sau thì nhờ tinh cần hành thiền minh sát
cũng đều chứng đắc thánh quả A-la-hán. Riêng Devadatta thì đắc thần thông phàm. Sau đó một thời gian, Đức Phật ngự tại thành Kosambi, thì có rất nhiều lợi lộc phát sanh đến Đức Phật và thánh chúng. Hằng ngày thì thiện nam thiện nữ nườm nượp đến chùa, đem theo lễ vật hương hoa trọng thể để cúng dường, hỏi thăm Đức Thế Tôn ngự nơi nào, Ngài Sariputta ở đâu, Ngài Mahakassapa ở vị trí nào. Họ vừa đi xung quanh nhìn chỗ 80 vị đại đệ tử và luôn miệng hỏi Ngài Phát Đi Giá ở đâu, Ngài Anuruddha ở chỗ nào, Ngài Kim Vĩ Lá đâu rồi. Các vị tỳ kheo, vị nào cũng được mọi người coi như săn đón. Nếu mà không ai đề cập hỏi han đến tỳ kheo Devadatta, thế không ai lưu ý đến mình. Devadatta tự ti mặc cảm và nghĩ thầm, ta cũng xuất gia một lượt với những vị đó, họ cũng là dòng dõi sắc đế lị xuất gia, ta cũng là dòng dõi sắc đế lị, nhưng mà tại sao là người ta săn đón trọng hậu, còn ta thì không có con ma nào động đến. Bây giờ ta biết ai là người có thể làm cho họ phát cái tâm trong sạch để họ cúng dường đến cho ta. Và khi đó thì Devadatta mới tính thầm, vua Bimbisara đã đắc Thu Đà Quật, rồi ta không biết hợp tác với vua Kosala, ta cũng không thể liên kết, chỉ có một mình thái tử Ajatasattu, con của vị chúa tể của một quốc gia cường thịnh, mới có thể là người mà ta thu phục để làm bạn tri kỷ vậy. Và sau khi quyết định như vậy thì Devadatta rời khỏi thành Kosambi đi đến vương xá thành Rajagaha, tự mình biến thành một thanh niên, khắp mình uống đầy những con rắn độc, hai con làm cái vòng tay, hai con làm cái kiền chân, một con làm cái kiền nơi cổ, một con lại đội trên đầu, một con thì vắt vào vai. Đại đức từ trên hư không với cái sự trang trí bằng rắn như vậy, rồi ngồi trên bắp bế của thế tử Ajatasattu. Thế tử Ajatasattu kinh sợ kêu lên và hỏi rằng, ngươi là ai? Devadatta này để cho thế tử hết sợ. Devadatta mới hiện là nguyên hình, là một vị tỳ kheo có đầy đủ tam y quả bát, đứng trước mặt của thế tử và làm cho thế tử phát tâm trong sạch. Từ đó bắt đầu cúng dường lễ vật đầy đủ mọi thứ một cách rất là trọng hậu. Khi mà được cúng dường như vậy thì đại đức Devadatta cũng chưa có toại nguyện, mong rằng ta sẽ đứng ra lãnh đạo tăng chúng. Và khi cái tài niệm này sanh khởi trong tâm thì các pháp thần thông với tứ thần gốc của Devadatta bị tiêu hóa hết. Đại đức Devadatta trở về Trúc Lâm, đến chỗ cư ngụ của Đức Phật. Nhằm lúc Đức Phật đang thuyết pháp thì có đức vua cùng với hàng tỷ chúng ngồi nghe. Thì đại đức Devadatta đến lễ Đức Phật và đứng lên chắp tay thỉnh cầu rằng, bạch Đức Thế Tôn, hiện nay Ngài đã già nua, niên kỷ cao và không còn hoạt bát như xưa, vậy thì Ngài cũng nên nhàn cư tịnh lạc cho nó yên cái thân. Tôi nguyện sẽ đứng ra lãnh đạo chư tăng, xin Ngài giao lại cho tôi lèo lái con thuyền của giáo hội. Khi mà nghe những cái lời đường đột khiết không được hay ho đó thì Đức Phật mới không thể nào chấp nhận được.
và bất mãn vì bị sự từ chối đều có thể ta bỏ đi. Tuy nhiên ngoài miệng làm thinh, nhưng mà trong thâm tâm đã buộc quan trái với Đức Phật kể từ khi đó. Và vâng lệnh Đức Phật chuyên nhóm tất cả thiện tín tại thành Rajagaha và đọc tụng tuyên ngôn không thừa nhận Đại Đức Đều Quá Đát Tá là người của giáo hội Tăng Già này nữa. Khi mà hai tin này thì Đều Quá Đát Tá nói rằng kể từ giờ phút này ta đã bị Sa Môn Gotama sa thải rồi, vậy thì ta phải lập tâm báo thù, rửa cái nhục này mới được. Và Đều Quá Đát Tá đã hội kiến với Thế tử Acca Tassato, kiếm cách dẫn dụ rằng tâu điện hạ, đời xưa có người nó trường thọ, nhưng mà đời nay thì chẳng ai sống được bao lâu. Chẳng lẽ điện hạ cứ ở mãi cái địa vị là một thái tử cho đến khi xuống lỗ hay sao? Tốt hơn điện hạ nên lo thí phụ vương mà đoạt cái ngôi trời. Còn ta sẽ hạ sát Đức Thế Tôn mà tranh giành tu quả Phật. Thầy tử làm vua đời, ta làm vua trong đạo. Và sau khi dụ được Thái tử Acca Tassato, Đều Quá Đát Tá thuê 4 người nam bản xứ đi hành thích Đức Phật. Nhưng mà họ là chứng đắc quả vị Tu Đà Hoàn và họ không trở về. Thế mưu sát bất thành, Đều Quá Đát Tá tự mình leo lên núi Icchakuta, tức là núi Linh Thứu, lăn đá xuống cố ý đoạt mạng Đức Thế Tôn, nhưng mà chỉ làm cho người bị chảy da chảy máu mà thôi. Chứ hai dặn Đều Quá Đát Tá lừa dịp phóng thích thức tượng là Lavirī để cho nó đến chà đạp Đức Thế Tôn. Và thấy con tượng hung hăng chạy lại, ngài Ananda đứng ra cản đường, quyết liều mình mà cứu Đức Phật. Nhưng mà Đức Giáo Chủ hãy tâm từ thu phục quân coi giữ. Khi mà người ra khỏi thành và trở về vương xá một cách bình an. Ngày đó thì hàng ngàn thiện nam thiện nữ của hội để tổ chức đại lễ trai tăng. Sau đó trước sự hiện diện của hầu hết dân cư ở trong thành Rajagaha, có độ 84.000 chúng sanh giác ngộ chánh pháp, thì chư tăng đều ca tụng lòng dũng cảm của Đại Đức Ananda đã dám liều mình cản đường một con voi hung dữ khi mà nổi điên lên, dám che chở bảo vệ Đức Phật. Khi nghe như vậy thì Đức Phật dạy rằng: này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Ananda dám liều mình vì Như Lai đâu. Và theo sự tỉnh cầu thì Đức Phật dẫn lại truyền tích nói về hai con thiên nga với con cua trong quá khứ. Trở lại vấn đề cơ mưu của Đều Quá Đát Tá mong hãm hại Đức Phật, cả ba lần đều bị thất bại. Nhưng mà hai lần trước là thuê người ám toán và lăn đá phi tang đến còn âm thầm. Chỉ có cái sự phóng thích voi điên là quá lộ liễu, nên đã làm chấn động cả quần chúng và chấn động đến tai của Đức Vua. Thiên hạ đồn đã đùm lum, nào là Đều Quá Đát Tá thế người hành thích Phật, lăn đá đè Đức Phật, bây giờ còn manh tâm thả voi là cái gì để làm hại Đức Phật nữa. Cái tội ác này trời phải đem ra để mà xử trị mới được. Đức Vua nghe dân dị nghị quá, cho nên mới ra lệnh chấm dứt sự cúng dường 500 cái nồi cháo sữa, và từ đó tuyệt giao không hồ đồ cho Đều Quá Đát Tá nữa. Đã vậy, những cái nhà thiền tiến ở trong thành cũng nghĩ luôn không ai để bác dòng tàn. Không chịu nổi với sự thiếu thốn lận lập, Đều Quá Đát Tá mưu đồ sinh kế lại dỡ cái trò quỷ quyệt đến lên lễ Đức Phật và xin lâm điều. Thì Đức Phật phán rằng: thôi đi ông ơi,
tỳ khưu nào muốn ở trong rừng thì cứ ở trong rừng, tỳ khưu nào muốn ở trong xóm thì cứ ở trong xóm. À, khi năm điều như vậy mà Đức Phật nói như vậy thì ông ta chụp lấy cơ hội, không chấp thuận năm điều thỉnh nguyện của mình, đều quá đắc tá mới reo rao lên rằng: các hàng hữu ơi, giới Như Lai và ta, ai là người nói lời thanh bạch? Bởi thật tâm muốn bảo tồn chánh pháp, ta đã nói rằng: bạch ngài, xin ngài chế định cho vị tỳ khưu mãi mãi suốt đời ở nương theo năm cái pháp, là ngủ trong rừng nè, đi bát mà ăn nè, mặc y phong tảo nè, ngồi dưới gốc cây nè, không dùng thịt cá. Thế mà ngài không chấp nhận lời của ta. Vậy thì bạn nào muốn giải thoát trần lao, xin cứ theo ta mà hành đạo. Nói rồi thì ông ta bỏ đi. Những vị tỳ khưu mới tu kém sự hiểu biết cho rằng: ồ, ngài Đều Qua Ta Tá nói phải quá đi, chúng ta nên nương theo lời dạy của ngài mà hành theo đạo cao thượng. Và thế là họ nhập đoàn đi với ông ta. Với số năm vị tỳ khưu tất ra đi theo mình, Đều Qua Ta Tá dẫn 500 vị này rồi đi thẳng lên trên núi, chia rẽ chư tăng. Khi hay tin như vậy thì Đức Phật mới triệu tập chư tăng và chấp quán. Này Đều Qua Ta Tá, nghe đồ rằng ngươi đã lập tâm chia rẽ tăng và ý muốn phá hội giáo hội, có phải không? Đều Qua Ta Tá xác nhận rằng: quả thật là như vậy, bạch Đức Thế Tôn. Này Đều Qua Ta Tá, cái tội chia rẽ tăng là một tội rất là nặng. Nhưng mà Đều Qua Ta Tá không đếm xỉa đến kim ngôn của Đức Phật, bỏ đi. Và trong khi đó thì trên đường gặp Đại Đức A Nan đã đang trì bệnh khắc thực. Ông ta mới kêu Đại Đức A Nan đã đến và nói rằng: này đạo hữu A Nan đã, kể từ nay ta sẽ hành lễ phát đồ, làm lễ phát sám hối của các vị tỳ khưu là một cách riêng biệt, không cần đến Đức Thế Tôn và không cần tới tăng chúng nữa. Ngài A Nan ra trở về tịnh xá cùng đến Đức Phật, và khi nghe rõ đầu đuôi thì Đức Phật động lòng bi mẫn và than rằng: Đề Quả Đa Ta đã phá hoại con đường thiên giới, tự mình tạo cái nghiệp vô gián để sau này phải bị thiêu đốt trong địa ngục A Tỳ. Thì qua câu chuyện như vậy, chúng ta thấy rằng thời gian mà cư ngụ ở trong thành Vương Xá và nhiều bậc kinh đã nói về Đều Qua Ta Tá, thì khi mình Đức rời khỏi thành Vương Xá, ngự sang thành Sa Quát Thi, đi cư tại chùa Kỳ Viên, thì Đều Qua Ta Tá sau một thời gian bị bệnh nằm liệt giường suốt 9 tháng, và sau cùng muốn gặp bậc đạo sư thì ông bảo đệ tử của ông rằng: ta muốn ý kiến Đức Thế Tôn, các ngươi hãy đưa ta về đến gặp ngài. Bạch ngài, các vị đệ tử mới đáp: lúc sinh thời thì ngài cột quan trái với Đức Bổn Sư nên đã bỏ ra đi, nhưng mà chúng tôi thì sẽ không có đưa ngài trở về gặp Đức Bổn Sư đâu. Đều Qua Ta Tá mới xuống nước nhỏ rằng: năn nỉ với các đệ tử, các trò chứ nên làm cho ta tuyệt vọng vì không được sám hối với Đức Như Lai. Thật ra ta có buộc oan trái với ngài, nhưng mà ngược lại ngài đối với ta ngài đối với ta không có một mảy may nào là thù oán đâu. Và ông ta khẩn khoản yêu cầu: hãy đưa ta đến bái kiến Đức Tôn Sư đi, các trò ơi. Và sau cùng thì cái nhóm đệ tử cũng đặt ông ta lên một cái cán và khiêng ông ta đi. Nghe tin Đều Qua Ta Tá trở về tịnh xá thì chư tăng vào bạch với Đức Phật:
bạch Đức Thế Tôn, nghe đồn Đeo Quan Đa Tát trở lại đây để ý kiến ngài. Này các tỳ kheo, trong cái kiếp hiện tại này, ông ta không thể nào thấy mặt Như Lai đâu. Khi tăng lần lượt báo tin lên Đức Bổn Sư, bạch ngài, ông ta đi tới chỗ này, ông ta đã đi đến chỗ kia. Ông ta muốn làm gì thì làm, nếu mà ông ta không thể giáp mặt được Như Lai. Và chư tăng tiếp tục báo tin, ông ta đã về cách đây một do tuần, độ nửa do tuần, bạch ngài, ông ta đã đến cái hồ sen trước chùa Kỳ Viên. Dầu ông ta đã về trong cái vòng chùa Kỳ Viên này, nhưng mà ông ta cũng không giáp mặt được Như Lai đâu. Các vị tỳ kheo đã khiêng Devadatta trên cái cán về đến cái hồ sen trước chùa, và để cái cán đó xuống bên hồ, xuống hồ tắm rửa. Và khi đó Devadatta tự mình cũng ráng mà ngồi dậy định bước xuống giường, bước xuống cái cán. Nhưng mà vừa đặt chân xuống thì ông ta bị tóc nó sụp, nó luống xuống hai cái bàn chân, rồi tới mắt cá, rồi tới đầu gối, rồi tới bắp vế, lên tới ngực. Cuối cùng khi mà xương qua hàm của ông ta ngang cái mặt đất thì ông ta gom hết cái hơi tàn, đọc lên một cái bài kệ tuyệt mạng bằng hơi sót. Với xương tàn trên đất, con quy y cùng Đức Phật tuyệt luôn. Chúa Chư Thiên thấy huấn luyện nhân quần bậc Phổ Nhãn có tướng thuần trăm đức, và khi mà đọc xong như vậy thì ông ta bị đắc rút, ông ta bị đắc rút. Thì qua câu chuyện này Chư Tăng mới thắc mắc và hỏi lên Đức Phật là hiện giờ Devadatta đã thọ sanh về đâu. Đây có tiếp theo, ông ta hiện ở trong đại địa ngục vô gián. Bạch Đức Thế Tôn, lúc sống ông ta đã than thở nhiều rồi, mà bây giờ chết, ông ta còn đi thọ sanh tiếp vào cái cõi có khổ nữa, để thở than gì hay sao? Và để kết luận thì Đức Phật ngài đã thuyết lên câu Phật ngôn số 17 này. Chúng ta xin lặp lại. Ý tha tập bát tị bế cha tập bát tị bà bát ca thì u pa ya tha tập bát tị bà bằng mề các tành tí tập bát tị phiêu dồ tập bát tị đúc ca tình ca tù. Ngay than đời sau than, kẻ ác hay được than, nó than ta làm ác, đọa quả dữ than hờn. Với câu Phật ngôn này, hôm nay cũng hơi lỗ giờ ha, bởi vì dân sự hơi dài. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với câu Phật ngôn này thì chúng ta cũng có thể liên quan đến những cái gì trước mắt của chúng ta. Không phải khi xưa mới có những phản đồ, nhưng mà bây giờ thì càng có những cái mà còn khổ hơn hồi xưa nữa. Tức là cái pháp hồi xưa bất thiện pháp thế nào thì bây giờ bất thiện pháp cũng nhiều hơn hồi xưa nữa. Nay than đời sau than, kẻ ác hay đời than, nó than ta làm ác, đọa có dữ than hơn. Nay dịch mai lại dịch, bị dịch hai đổ mắc dịch, ta đổ khổ hơn là đại dịch. Quý vị thấy cái này cả thế giới mà khi mà đọc lên rồi, bị dịch nè, mắc dịch nè, rồi bị đại dịch nè, như vậy mà có người quan hỷ là cười chứ khổ thiệt. Rồi buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc nơi đây.
Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giá hạnh bố thí và tâm thiền, xin hóa lực vô biên, khi toàn giác, độc giác và thinh văn thính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ, gồm tất cả năm thiền, được an lành, tịnh lạc. Ê tê nạ sa cha quá chê nạ sô thư vô hô tụ sập bà đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đã cùng các hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang siêu Phật. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, xin được kết thúc nơi đây ha. Rồi chiếc Nhật Quỳnh chắc cũng bận công việc ha. Thôi xin phép quý vị, trễ giờ rồi, đóng rung luôn.